Các con thân mến, hôm nay thầy chữa cho các con bài sở tập số 1, số 2, số 3, trang 25. Thế thì ở đây chúng ta phải ôn lại cách tính đổi phút ra giờ, phút ra giây. 1 giờ thì chúng ta sẽ có bao nhiêu? Đây, chúng ta sẽ nhìn lên trên bảng nhé. Ta sẽ thấy này, 1, ta đổi như thế nhá. 1 giờ bằng 60 phút, 1 phút bằng 60 giây. Và chúng ta phải nhớ được cái là một ngày sẽ có 24 giờ. 24 giờ. Chúng ta chú ý cho thầy như vậy. Thế thì áp dụng vào cái bài tập ở trên này. Áp dụng bài tập ở trên đây thì chúng ta sẽ nhìn, thầy sẽ cho các em nhìn thấy phóng to là phần số chữ số lên để chúng ta nhìn ra rõ. Đó. 1 phút thì ở đây là bao nhiêu giây thì chúng ta sẽ điền vào trong này. Chúng ta sẽ điền vào đây, điền trực tiếp vào đây luôn với cái bài này. 1 phút ở đây. Chọn mực. Chúng ta sẽ viết là 1 phút bằng 60 giây. Đấy, chữ hơi to quá, tôi cho nhỏ lại, nét nhỏ lại. Rồi. 60 giây thì bằng 1 phút. Đó. Đấy, ta để nhỏ đây nhé. Xóa chỗ này đi nhìn cho nó dễ hơn. Này chúng ta sẽ bằng 60. Hai phút thì các con sẽ lấy như sau. 2 phút thì các con sẽ lấy 2, con nhân với 60 thì sẽ bằng bao nhiêu? Thì chúng ta nháp ra ngoài chúng ta sẽ có này, 60 các con nhân 2 ở đây sẽ bằng là 0, 2 0 là 0, 2 6 12, 2 là 1, vậy sẽ bằng 120. Các con ghi mực khác vào đây cho thầy cho nhiều dễ nhìn. Ta viết vào đây sẽ bằng là 120. Đấy, thầy giải luôn trên tờ giấy đây. Và cái này chúng ta sẽ phá đi cái phần này. Phá phần nháp đi. Xóa nháp luôn. Và bây giờ chúng ta tiếp tục 7 phút thì bằng bao nhiêu giây? Thì chúng ta lại nháp ra 60 nhân với 7. Các con viết được là 0, 6, 7, 4, 2, viết 2 là 4, 420. Đây là phần chúng ta sẽ xóa nó đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem phần giải tiếp phần lưới. Thế thì chúng ta ôn lại bài này về phần thế kỷ. Ở đây thầy chuyển bảng xuống thì chúng ta chú ý này. Một thế kỷ sẽ bằng 100 năm. Đời người chúng ta thì chắc là không sống được 100 năm đâu. Chúng ta thì ai có phúc thì có thể là 103 này, 4 là cùng. Còn nếu không thì chúng ta chỉ sống được khoảng trung bình 80 năm. 80 năm là chúng ta có thể sống được. Vậy thì một thế kỷ bằng 100 năm và chúng ta sẽ có mốc. Mốc là công nguyên.
Và chúng ta chú ý mốc công nguyên thì khi mà chúng ta sẽ viết như sau. Ví dụ như thầy thấy là 5 năm số ai sinh số sinh năm 54 thì cái này sẽ thuộc thế kỷ. Thế kỷ số 1. Chúng ta chú ý thế kỷ 1. Ai sinh năm 2030 năm nhé. Thì sẽ thuộc thế kỷ nào thì chúng ta nhìn thấy này. 200 là chẵn, cho chúng ta tính ra nhầm ra là 200 chẵn cộng với 3 là 03. Vậy gì sẽ thuộc thế kỷ thứ 3? Thế kỷ thứ 3, các con chú ý đây là thuộc thế kỷ thứ 3 nhé. Vì là 200 là 2 thế kỷ, tương đương với 2 thế kỷ. Còn 3 là lẻ thì sẽ cái năm số 3 này nó thuộc là hơn lớn hơn 200 nhưng nhỏ hơn 300, vậy phải thuộc thế kỷ thứ 3. Con chú ý là đây sẽ là thuộc thế kỷ thứ 3. Và bây giờ ta sẽ xóa đi, ta làm câu trên. Đó, để ta ôn lại như vậy. Rồi ta sẽ Bác Hồ sinh năm 1990. Bây giờ chúng ta chữa nốt cái câu B này. Ở đây chúng ta viết vào đây sẽ một thế kỷ sẽ bằng 100 năm. 100 năm thì bằng một thế kỷ. 5 thế kỷ thì chúng ta chỉ cần lấy 100 ta nhân với 5 bằng 500 năm. 9 thế kỷ thì sẽ bằng 900 năm. Đó. Còn điền nó vào như vậy. Và bây giờ thầy tiếp tục chữa bài này. Bác Hồ sinh năm 1990 thì bác thuộc thế kỷ nào? Vậy ta giải câu đầu. Chúng ta sẽ giải câu đầu. Bác sinh năm 1890. Vì thầy viết bằng chuột cho nên là cái nét của chuột nó không thể thể mịn được. 1890 thì thuộc thế kỷ nào? Sinh ở đây chúng ta giải, chúng ta sẽ lấy là 1890. Thầy viết bằng là 1000 cộng với 800 cộng với 90. Và thầy viết bằng tiếp. Ở đây thầy viết bằng tiếp là bằng 10 nhân 100 cộng với 8 nhân 100 cộng với 90. Và chúng ta nhìn thấy là sau công nguyên thì chúng ta sẽ thấy là đây là 1890. Vậy thì đây ta được 10 thế kỷ cộng với 8 thế kỷ là 18, dư 90 chưa đủ 100 cho nên nó thuộc vào thế kỷ thứ 19. Năm 1980 này sẽ thuộc vào thế kỷ 19. Vậy ta trả lời là gì? Bác sinh vào thế kỷ 19. Đó. Chúng ta nhớ là bác sinh vào thế kỷ 19. Rồi, câu 2. Chúng ta chú ý nha, đây là đáp số. Câu 2. Các bạn nhớ ghi vào, và bây giờ thì khi các con xem lại thì các con sẽ tua video đến cái đoạn này, các con ghi kết quả cho dừng video lại. Bây giờ thầy chữa tiếp cái phần câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là Bác ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 thì năm đó thuộc thế kỷ nào? Chúng ta giải như sau. Bác ra đi tìm đường cứu nước thì năm đó sẽ là năm ta có là 1911 bằng 1000 cộng
kỷ thứ 19 và dư 11. 11 này năm này sang thế kỷ thứ 20 rồi thì sẽ bằng là suy ra là 1 9 10 1 thuộc thế kỷ. Thuộc thế kỷ thứ 20 nhé. Ba chú ý là câu này là thuộc thế kỷ thứ 20. Đấy, chúng ta giải xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm câu tiếp theo. Cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, năm đó thuộc thế kỷ nào? Và đây chúng ta lại giải tiếp. Cách mạng tháng 8 thành công. Thành công là năm 1945. Ta suy ra là 1945 bằng 1000 cộng với 900 năm cộng với 45 năm bằng 1000 bằng 10 ta nhân với 100 cộng với 9 nhân với 100 cộng với 45 năm. Và chúng ta nhìn thấy đây là 10 thế kỷ, đây là 9 thế kỷ 19, dư 45 năm sinh ra là năm 1945 thuộc thế kỷ thứ 20. À, vì viết chữ trên đây không thể viết giống như trên giấy được, nó vẫn có một cái rất khó cho thầy viết ở trên bằng cái con chuột rất là khó, cho nên là chúng ta vẫn cứ, nhưng mà chúng ta nhìn nó vẫn giảng nó vẫn vẫn tốt, và chúng ta nhìn thấy là thầy đã để cái bảng rất là to. Đây là câu này là xong đúng không? Rồi, Bà Triệu khởi nghĩa chống quân Ngô năm 248 thì năm đó sẽ thuộc năm nào? Chúng ta giải C. Chống quân Ngô. Vậy thì ta sinh ra là 248 thì bằng 200 cộng với 48. Các con chú ý nhé, các con tách làm sao cho cái mốc thời gian nó là năm chẵn của 100 năm. Chúng ta tách ra là chẵn của 100 năm. Thì ở đây ta tách ra là bằng 2 200 là chẵn của 100 năm. Đấy, chúng ta biết ở bằng là nếu 1000 thì là chẵn 10 đúng không? Chẵn của 10 trăm năm. 10 lần của 100 năm thì là 10 thế kỷ. Vậy chúng ta sẽ viết đây là bằng 2 nhân với 100 cộng với 48. Vậy thì ở đây là thế kỷ thứ 2 chẵn này, rồi đến năm 48 dư này, suy ra là năm 248 thuộc thế kỷ thứ 3, thuộc thế kỷ thứ 3 nhé. Đó, thế là chúng ta giải được câu này xong rồi. Bây giờ thầy giải tiếp cái câu, giải tiếp cái câu 3, bài tập 3. Lý Thái Tổ rời đô về năm 1011 ở 10, năm đó sẽ thuộc thế kỷ nào? Tính đến nay đã được bao nhiêu năm? Vậy ta giải bài này, ta giải như sau. Sẽ bằng là 1 bằng 10 nhân với 100 cộng với
các con sẽ biết là sẽ bằng 10 thế kỷ và dư 10 năm. 10 thế kỷ và dư 10 năm. Vậy thì 1010, 1010 của chúng ta sẽ thuộc thế kỷ thứ 11. Đó. Tức là lý thay đổi người đô về thế kỷ 11. Tính đến nay là bao nhiêu năm? Ý tiếp theo là tính đến nay. Là bao nhiêu năm? Thì chúng ta nhân ra chúng ta sẽ lấy là 2017, ta trừ đi 1010, 7 trừ 0 còn 7, 1 trừ 1 còn 0, 0, 1. Vậy đáp số của chúng ta sẽ bằng 2017 trừ đi 1010 và chú ý đây là đáp số câu này. Rồi thầy làm tiếp câu B. Câu B thì các con nhớ là dừng màn hình để con ghi kết quả nhé. Còn bây giờ thầy sang đến câu B. Câu B của bài 3, trang 25. Trang 25. Vậy câu B này thì ta sẽ làm như sau. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, năm đó thuộc thế kỷ nào? Tính đến nay là bao nhiêu năm? Thì chúng ta giải ra Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 19 năm 938, 938 thì suy ra là 938 ta phân tích bằng 9 nhân với 100 cộng với 38. Và lúc này chúng ta thấy là đây là 9 thế kỷ. 9 thế kỷ. Chỗ này là dư. Và chúng ta suy ra là 938 thuộc thế kỷ 10. Thế kỷ 10. Và tính đến nay được bao nhiêu? Các con chú ý nhá. Giải xong câu này thuộc thế kỷ 10 này. Bây giờ thầy xóa đi. Đó, tính đến nay được bao nhiêu năm? Thì các con phải lấy cái năm hiện tại, còn các con trừ đi năm trong quá khứ. Đó. Quá khứ của chúng ta là 938. Vậy thì năm hiện tại lấy 5. Thì năm hiện tại nhé. Bằng 2017. Ta trừ đi. Ta trừ đi là 938. Ta nhát vào đây. 2017 trừ đi 938. 17 trừ 8 ta lấy 7 không đủ chia trừ 8 ta lấy 10 là 17 trừ 8 được 9. Đó. Các con nhớ 1 sang đây là thành 4. 11 trừ 4 còn 7. Nhớ 1 sang đây là 10, 20 còn 10. Vậy thì sẽ suy ra bằng 1079. Tính đến năm đến nay. Vậy chúng ta trả lời là tính đến nay. Được. 1079 năm.
ta đã giải xong bài này, các bài tập sau thì chúng ta giải tương tự, giải tương tự. Các con chú ý nhá, thầy đã giải xong cái bài tập hôm nay gồm có cách tính thời gian, cách tính về thế kỷ, thì chúng ta chú ý làm ôn kỹ cho thầy phần này. Bài này đến đây là kết thúc, các con chú ý theo dõi bài tập tiếp theo và thầy sẽ cho bài tập gửi về cùng. Và chú ý một điều rằng là thầy viết lên trên bảng máy tính này bằng chuột, cho nên cái nét bút nó không được ngay ngắn, nó rất là khó, nhưng mà chúng ta cũng vẫn chấp nhận được, nói chung là vẫn chấp nhận được. Chúng ta chú ý như vậy.